7 ngày sắp tới, mùng 8 đến 15 âm lịch, 4 con giáp trúng số cực đậm, bất ngờ đổi đời, tiền tỷ cầm tay, vàng nhét chật két. Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong mình được công thành, danh toại. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ thì đều mong muốn mình có một cuộc sống viên mãn, đủ đầy để có thể lo cho bản thân và những người thân yêu trong gia đình. Trong số 12 con giáp, có 4 con giáp trời sinh mang mệnh phú quý. Cho dù cuộc sống có khó khăn, vạn biến như thế nào, họ đều có thể vượt qua được. Các nhà tử vi học có chỉ ra rằng 4 con giáp trong thời điểm từ mùng 8 đến rằm tháng 11 âm lịch có số hưởng lộc bất ngờ, có rất nhiều cơ may đến với họ do được thần tài chiếu cố, quý nhân nâng đỡ nồng hậu. Vậy 4 con giáp may mắn này là 4 con giáp nào? Có những vận may và cơ hội gì đến với họ trong thời điểm 7 ngày sắp tới? Và làm sao để nắm bắt được cơ hội và vận may của mình? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. 1. Tuổi Dần. Xem tử vi tháng 11 âm lịch thì từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch là thời điểm êm đềm, tốt lành đối với con giáp tuổi Dần. Nguyệt lệnh lâm trình sinh cho thấy năng lượng dồi dào giúp bản mệnh giải quyết được một lượng công việc khá lớn mà không phải ai cũng có thể càng đáng nổi. Sự uy tín mang lại cho bản mệnh nhiều lợi thế. Điều không ngờ tới nhất đó là ngay cả những đối thủ trước đây giờ cũng trở thành đồng minh của bạn. Bên cạnh đó, bản mệnh sẽ được quý nhân giúp sức nên sự nghiệp càng ngày càng phát triển thuận lợi so khả năng thăng tiến khi công sức của bạn được ghi nhận. Thế nhưng, dù bạn cố gắng nhưng vẫn luôn có những người không hài lòng. Bên cạnh đó, vẫn có những kẻ tiểu nhân muốn hãm hại. Thế nên, dù thế nào thì bạn cũng đừng quá tin người là được. Trong 7 ngày này, bản mệnh đủ may mắn để hễ khi gặp rắc rối trong công việc sẽ luôn có quý nhân chỉ lối, dẫn đường. Dù rắc rối tới đâu cũng có người ở bên gỡ rối, giúp cho mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Với ai đang muốn thay đổi công việc thì lúc này cũng được xem là thời điểm thích hợp để bạn thử thách bản thân với vị trí mới. Khó khăn ban đầu là điều cần thiết để bạn trở nên trưởng thành hơn, đừng quá lo lắng. Mọi cánh cửa bạn mở ra lúc này đều dẫn tới con đường tươi sáng theo nhiều cách khác nhau. Đừng chần chừ nữa, sẽ để cơ hội của bạn đi qua và sau này sẽ cảm thấy tiếc nuối. Ngũ hành tương sinh giúp cho đời sống tình cảm hài hòa, tươi đẹp, mang tới cho con giáp tuổi Dần trong khoảng thời gian này niềm tin, hy vọng mới. Có thể thấy được tình duyên của người độc thân lúc này khá ổn định, có nhiều tín hiệu đáng mừng khi bạn mở lòng và sẵn sàng cho các cuộc hẹn hò lãng mạn, thú vị. Cũng trong thời điểm này, người đang yêu sẽ có mong muốn tiến thêm một bước như kết hôn, có con với người mình yêu. Trong khi đó, tình cảm vợ chồng tuổi Dần càng ngày càng sâu đậm hơn, gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Như vậy, ngoài sự giúp sức của quý nhân thôi thì chưa đủ, bạn cần sự minh mẫn và sáng suốt hơn nữa. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Dần nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ. Từ đó sẽ giúp cho bản mệnh có được những bước đi đúng đắn nhất, công việc, hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và bình an cho gia chủ tuổi Dần. Tuổi Tuất. Trong thời điểm từ ngày mùng 8 cho đến ngày 15 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Tuất tuy không hoàn toàn thuận lợi nhưng vẫn có dấu hiệu phát triển tích cực so với thời điểm trước. Tuy nhiên bản mệnh lại cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe của mình hơn. Đặc biệt, trong thời điểm này có sao dịch mã chủ về dịch chuyển,
dự báo bạn sẽ phải tốn khá nhiều công sức cho việc di chuyển nhiều, việc đi lại sẽ mang cho bạn nhiều kiến thức hay ho. Vì thế, đừng từ chối nếu được nhận nhiệm vụ phải đi công tác. Trong công việc, đôi khi bản mệnh phải đối diện với những thử thách, nhưng vấn đề không quá to tát. Chỉ cần giữ thái độ lạc quan, tự tin thì mọi việc đều có thể được giải quyết một cách thuận lợi. Đây cũng chính là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình cho đồng nghiệp, cấp trên. Tuy nhiên, những người làm trong lĩnh vực marketing, bất động sản, bảo hiểm chỉ cần chú ý mỗi khi đàm phán hoặc ký kết hợp đồng, tránh mắc lừa đối thủ hoặc những kẻ lừa đảo. Nguyên lệnh lâm mộ khuyên bản mệnh đừng tiêu phí tiền bạc cho việc tô vẽ bề ngoài của mình. Thay vào đó, nên dành tiền để tiết kiệm, học hỏi về cách quản lý tài chính để sử dụng tiền một cách khôn ngoan. Về tình trạng sức khỏe có dấu hiệu sa sút, sức đề kháng của bản mệnh không được tốt. Vì vậy, trước khi ra khỏi căn nhà, cần phải chú ý ăn mặc, giữ ấm cho cơ thể, tránh mắc các bệnh, cảm cúm, ngạt. Để có thể phát triển sự nghiệp và tài vận lên một cách mạnh mẽ trong thời điểm này, thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Tuất hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Vật phẩm là một trong những pháp khí của nhà Phật sẽ giúp tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Pháp khí còn giúp bản mệnh hóa giải thị phi, xua đuổi những hung tinh, đại hạn và những kẻ tiểu nhân ganh ghét xung quanh bản mệnh. Đặc biệt khi mang theo bên mình vật phẩm, bản mệnh sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, từ đó công việc thuận lợi, phát triển, gặp nhiều may mắn và bình an. Tuổi Mão, xem tử vi tháng 11 âm lịch tháng Mậu Tý năm Canh Tý của tuổi Mão trong 7 ngày, trừ mùng 9 đến 15 âm lịch. Từ mùng 9 đến 15 âm lịch sẽ xuất hiện những thách thức để bản mệnh có cơ hội thể hiện bản thân. Vì thế, nếu có chút khó khăn thì chẳng có gì mà đáng phải lo lắng. Sự mạnh mẽ, quyết đoán là rất cần thiết cho bạn lúc này. Sự nhún nhường chỉ để đúng trong một số trường hợp, nhưng tháng này bạn cần phải dứt khoát và sẵn sàng đối đầu khi cần thiết. Các chi tiết nhỏ nhặt có thể gây ảnh hưởng đến bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Hãy cố gắng để xử lý cho ổn thỏa. Nếu không, chúng ta sẽ còn đeo bám và làm phiền bạn suốt, khiến cho tâm lý bạn không được thoải mái. Hơn nữa, mệnh phải nhớ rằng chẳng ai hoàn hảo cả, cho nên nếu lỡ bạn hay người khác có phạm sai lầm, thì cũng đừng vì thế mà chuyện bé xé ra to. Ngay khi sự việc xảy ra, bạn chỉ cần tập trung xử lý là được. Việc lỗi thuộc về ai, không cần tính toán vội. Thầy Gia Cát khuyên rằng, một số việc khi bạn thiếu rõ ngọn ngành của vấn đề, bạn sẽ biết nên làm gì hơn là việc phân định đúng sai. Nếu cảm thấy khó khăn thì cứ thử vào đúng vị trí của người khác, bạn sẽ có được quyết định hợp tình, hợp lý hơn. Nhớ khi đánh giá thì chỉ nhận xét về sự việc chứ không nên chê cả con người nào đó. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Sức khỏe của người tuổi Mão trong thời điểm này sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết chuyển mùa. Nếu cơ thể không được khỏe, sẽ mắc các bệnh truyền nhiễm theo mùa, thì cảm cúm, đau đầu thường xuyên thì nhớ chọn trang phục đủ ấm. Ngoài ra, tháng này bản mệnh cũng nên dành thời gian để tăng cường tập thể dục, thể thao. Nguyên lệnh lâm mộc dục mang lại những tín hiệu tốt lành về chuyện tình cảm cho bản mệnh. Cơ hội kết đôi xuất hiện rất nhiều, nhưng điều quan trọng là bạn có cảm xúc với người ta hay không. Hãy lắng nghe trái tim của mình, đừng quá lý trí, bạn sẽ vụt mất cơ hội. 4. Tuổi Mùi. Tử vi tháng nhận thấy người tuổi Mùi bước vào thời điểm từ mùng 8 cho đến rằm tháng 11 âm lịch với rất nhiều tin mừng trên đường công danh, sự nghiệp. Các thói quen thường ngày của người tuổi Mùi cũng sẽ cải thiện theo chiều hướng hiệu quả. Công việc có thể trở nên bận rộn, đòi hỏi bạn phải luôn dành ra một khoảng thời gian trống, đề phòng các tình huống bất ngờ xảy ra. Với những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp sẽ có thể tìm được những công việc, mục tiêu phù hợp với khả năng của bản thân dưới sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè. Bạn có cơ hội gặt hái được thành tích rất khả quan nhờ công việc này. Vì thế, hãy mạnh dạn tiến hành công việc theo kế hoạch đã đặt ra từ trước. Đã đến lúc, bạn nên mạnh dạn bộc lộ những tài năng của mình để xây dựng một hình ảnh cá nhân ấn tượng. Tình hình tài chính của người tuổi Mùi vẫn duy trì ở mức ổn định nếu so với tháng trước. Bạn khá kiên nhẫn với kế hoạch tiết kiệm của mình đang có. Lúc nào, bạn cũng muốn mua sắm những món đồ mà mình yêu thích
nhưng sau thời gian suy đi, tính lại, bạn thấy đó là sự lãng phí nên không quyết định mua nữa. Nguyệt lệnh suy cho thấy tính cách ôn hòa, dễ thỏa hiệp sẽ giúp bạn ở vị thế an toàn trong thời điểm này. Có thể vì bạn đã xông xáo trong những tháng trước và không đạt được kết quả gì nên lúc này bạn muốn có thời gian để tĩnh tâm lại. Hơn nữa, hôm nay bạn không nên quá tham vọng, sẽ không tốt cho bạn khi bị ảnh hưởng của tương hại. Lúc này hãy cứ chăm sóc, học hỏi nhiều sẽ giúp cho bạn tạo ra nền móng vững chắc cho tương lai sau này. Sức khỏe của bạn khá tốt, giúp bạn có thể cày việc để thực hiện các mục tiêu cuối năm của mình. Tuy vậy, bạn vẫn nên để ý đến việc nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Vì thời tiết lúc này đã trở lạnh nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm, hoạt động thể dục, thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt đối với cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn. Để kích hoạt sự nghiệp và tài lộc, tuổi Mùi hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy tam giáp khai vận Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí sẽ giúp tuổi Mùi đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó chiêu mời cát lành, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, vật phẩm sẽ như quý nhân che chở, giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc làm ăn và kinh doanh, đặc biệt mang lại may mắn và bình an cho bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!